Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên đoạn đường tỉnh lộ 398 đoạn qua xã Tiền Phong, Nội Hoàng của huyện Yên Dũng đã xuất hiện khá nhiều những vật thể sắc nhọn bằng kim loại. Những vật thể này đã khiến các phương tiện xe gắn máy bị thủng xăm và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Phóng viên thời sự đã có mặt trên tuyến đường này để tìm hiểu về sự việc trên. Những hình ảnh này của một người có nickname là Thân Văn Hưng đưa lên trang Facebook của mình. Đoạn clip ghi lại những hình ảnh chân thực nhất tại km số 8, đoạn chạy qua địa bàn xã Tiền Phong, Nội Hoàng của huyện Yên Dũng. Những vật thể sắc nhọn bằng kim loại vung vãi hàng km trên đường tỉnh 398. Không ít người tỏ ra bất bình trước hành vi cố ý hoặc vô tình của một ai đó khi để rơi những vật thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thực ra là bức xúc lắm, tại vì rất là khó chịu, mình đang có vội mà bị đinh như này thì tâm lý thực là khó chịu ạ. Không chỉ một vài chiếc đinh sắt nhọn, chỉ cần di chuyển một đoạn đường ngắn là đã có thể nhặt được vô số các vật thể nguy hiểm như thế này. Trong khi đó, đây là tuyến đường có rất nhiều các phương tiện giao thông qua lại. Chuyện các phương tiện giao thông bị thủng xăm vẫn diễn ra hàng ngày ở đây. Mình thì đang rất là vội ấy, mà đi mà đâm vào đinh như này thì rất là khó chịu. Những vật thể sắc nhọn bằng kim loại vẫn xuất hiện nhiều trên tuyến đường tỉnh 398. Cho dù là hành vi vô tình hay cố ý của một ai đó, nhưng rõ ràng đây là hành vi gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Và sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi hàng ngày có nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển với tốc độ cao qua tuyến đường này. Thủng xăm xe có thể là chuyện nhỏ, thế nhưng đằng sau đó là cả tính mạng con người. Rất cần có sự vào cuộc của ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương để không tái diễn sự việc như trên.